Triều Dương xin nồng nhiệt chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình 3 cộng 1 bằng 5. Đây là chương trình hỏi đáp về kiến thức có thưởng lần đầu tiên xuất hiện trên kênh THV của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Và chương trình sẽ được phát sóng vào 20 giờ 20 phút thứ năm hàng tuần và được phát lại vào các ngày kế tiếp. Quý vị và các bạn thân mến, trong những ngày hè nóng nực thì nước ngọt có ga là loại đồ uống được nhiều người lựa chọn. Vậy thì nước ngọt có ga tác động thế nào đến sức khỏe? Nước ngọt có ga là loại thức uống chứa nước bão hòa CO2, chất làm ngọt và hương liệu. Một số loại còn chứa caffeine, màu thực phẩm, chất bảo quản và các thành phần khác. Theo công bố trên nhãn của nhà sản xuất, một lon nước ngọt có dung tích hơn 300ml chứa đến 36 gram đường. Các công ty sản xuất nước giải khát thường sử dụng đường mía, đường glucose hay đường trái cây fructose để tạo vị ngọt. Nhưng trên thị trường có nhiều loại nước ngọt giả chỉ dùng đường hóa học, màu hóa học trong sản xuất nước giải khát, không đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, gây hại cho sức khỏe người sử dụng. Nhiều người rất thích sử dụng nước ngọt có ga vì nó tạo cảm giác ngon miệng và làm tỉnh người. Tuy nhiên, các thống kê cho thấy người dùng nhiều nước ngọt có ga dễ thừa cân, gây béo phì, dẫn đến các bệnh tiểu đường, tăng huyết áp, bệnh tim mạch. Vì thế, chúng ta không nên sử dụng nước ngọt có ga một cách thường xuyên và tránh uống quá nhiều trong mỗi lần. Câu hỏi của kỳ này là: sử dụng nhiều nước ngọt có ga có làm tăng nguy cơ béo phì hay không? A. Có. B. Không. Thưa quý vị, vậy đâu là đáp án đúng và có bao nhiêu người trả lời đúng đáp án? Có hai cách để tham gia chương trình. Cách thứ nhất, các bạn hãy dùng điện thoại soạn tin nhắn DA315 cách X cách Y gửi đến 8569. Trong đó DA315 là tên chương trình, X là đáp án bạn lựa chọn A hoặc B, còn Y là số người lựa chọn đáp án đúng. Còn cách thứ hai đó là bạn hãy truy cập vào trang web THV.vn và chọn nút đăng ký. Quý vị chỉ cần dành 3 phút để cập nhật thông tin và nhanh tay nhắn tin là sẽ có cơ hội nhận được 5 triệu đồng tiền thưởng của chương trình. Thật đơn giản để mang giải thưởng về nhà đúng không nào? Còn chần chừ gì nữa, tham gia giải đáp nhanh để cùng THV có những giây phút bổ ích và lý thú nhé. Thời gian gửi đáp án tham gia sẽ kết thúc vào lúc 20 giờ 20 phút thứ tư ngày 12 tháng 7 năm 2017. Chúng tôi sẽ cập nhật người trúng thưởng vào cuối chương trình vào lúc 20 giờ 20 phút thứ năm ngày 13 tháng 7. Chúc quý vị và các bạn may mắn.